Bình răng nha. Rồi, để xem bình răng như nào. Nhìn không yên. Rồi, mình rửa mặt thế nào. Đánh rồi. Rồi, đưa đánh. Thank you.
Bi mà ai lấy được bi đâu à, vậy bác rồi á ủ sớm thế nhỉ anh đi ngồi chỗ này ngồi chỗ này bác lấy nhá. Biết bị đói rồi. Biết rồi, hiểu rồi. Đói, biết đói rồi. Không biết trình bày nhá. Bình tĩnh lắm, ngồi đấy. Ngồi xuống. Nào, bình tĩnh. Để rất là bình tĩnh nhá. Hả? Nào. Hả? Bình tĩnh nào. Đi ăn một miếng này thì no có gì đâu mà. Thế đấy. Rồi mình đi đây nào, ba đôi chân mình rồi nhớ đâu ba bí ấy đi để ba lấy được chứ. Nước ngon à? Ừ.
Nước. Ăn kém mà biết nha. Ăn miếng này đó, ăn thế đó, miếng này đó, mình ăn một miếng to như thế đó. Dạ trái cây đi, chuối ngon không? Ăn trái cây tốt hơn. Làm thế nào? Ăn miếng nữa. Cái gì? Không, sữa không uống được. Sữa đấy là chết đi không uống được nhá. À, để bắt được cái này không? Chuối ngon này, chuối nào, cái cây đâu nào, không không ngon đâu, đứng ngồi đây, đấy, ăn cây đi, chuối này. Nào, nào. Ăn ăn nhá. À. Biết rồi. Ăn thôi nhá. Ngồi xuống, không ngồi cái này lắm. Muốn ăn trái cây thôi. Đều đây. Đó. Nào. Đó là miếng chuối. Chuối. Nào. 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 Ăn chưa?
Mình bao kẹp nhá. Ừ, nó đây.